mua món ăn rẻ nhất tặng mẹ là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Hôm nay có một anh khách ghé ngang qua shop của Linh. Anh bước xuống từ chiếc xe hơi trắng sang trọng, tiến vào shop và bảo anh muốn mua súp. Linh chưa kịp đưa menu cho anh chọn thì anh đã hất tay và nói: "Lấy cho anh phần súp rẻ nhất, anh mua cho mẹ. 30 phút nữa anh quay lại lấy." Mình cũng hơi ngạc nhiên khi ảnh không cần coi menu mà order ngay một phần súp rẻ nhất cho mẹ. Đang loay hoay chuẩn bị ra bill cho bếp nấu thì mình nhận được điện thoại của anh. "Em ơi, làm cho anh phần súp đắt nhất nhé." Chưa hết ngỡ ngàng, Linh mới hỏi lại anh thì được biết hóa ra lúc nãy anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ anh vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, đã một thời cơ cực nên tính bà rất tiết kiệm. Nếu biết anh mua một món ăn mắc tiền thì mẹ sẽ không vui và khi ăn sẽ không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Nhưng anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, nên lúc sau anh đã gọi lại cho Linh để đổi qua phần súp đắt nhất. Anh còn dặn thêm, viết cho anh tấm thiệp: "Chúc mẹ của con luôn khỏe mạnh." Nghe đến đây bỗng Linh thấy cay khoe mắt. Mình cứ nhớ mãi lúc nhỏ, mua gì cũng thổi thêm ít tiền để có được vài ngàn đồng tiền tiêu vặt. Còn bây giờ mua gì cũng nói dối: "Mẹ dùng đi, nó rẻ lắm." Nên Linh thiết nghĩ, không cần phải là món quà đắt hay rẻ, mẹ chỉ cần nó chất chứa bao nhiêu tình cảm của bạn mà thôi. Nên bạn ơi, hãy trân trọng khi còn mẹ bạn nhé.